Xin chào cả nhà đã đến với cái YouTube của Hương Channel ạ. Mời cả nhà cùng xem video mới của Hương trong ngày hôm nay nha. Bữa nay thì mình sẽ nấu canh dừa hay là gọi là kiểm á. Ở đây thì mình có nguyên liệu là chuối nè. Chuối này mình lột rồi mình ướp đường nè. Còn bên đây là sake, còn đây là khoai lang. Nguyên liệu thì mình chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. Tiếp theo bên đây là mít. Ở đây thì mình ngâm một ít cái cọng bột khoai á với bột bán. Nguyên liệu của mình nấu gồm như đó đó. Còn bên đây là nước cốt dừa. Cái này là nước nhì, còn cái này là nước nhất. Nhất thời mình sẽ bỏ sau. Còn đó là nguyên liệu để mà mình nấu cái món canh dừa hôm nay, hay còn gọi là kiểm á. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ cho chuối. Chuối với khoai lang vô mình nấu trước. Hai cái này nó cứng á, mình phải cho nấu cái này trước. Mình mới từ từ mới bỏ cái kia vào. Chuối này thì mình có ướp đường xưa một miếng rồi. Mình sẽ đậy lại cho nó hùm hơi, nó mau sôi nha. Bây giờ mình sẽ dở thử coi sôi chưa. Sôi rồi đây. Giờ mình cho cái nước nhì vô nha, nước cốt dừa mà cái nước nhì nước dảo á. Cho vô nó mình nấu. Nó có độ béo lên. Cho cái sake vào cho nó sôi, nó chín một lượt với cái chuối và cái khoai này luôn nha các bạn. Hồi nãy thì ít nha, bây giờ là muốn đầy nồi rồi nè. Giờ mình cũng tiếp tục mình đậy nắp lại cho nó hùm cái hơi lên cho nó mau sôi ha, cho nó được chín. Giờ thì mình dỡ ra thôi, đã sôi rồi đây. Mình nghe nghe mùi thơm, mình nghe chuối khoai này nó thơm lên đó. Giờ tiếp theo thì mình cho cái bột khoai vào nha. Cái bột khoai vào mình nấu chung luôn. Bột bán thì chút nữa mình sẽ cho sao. Cái bột bán thì nó lẻ chín hơn cái bột khoai. Mình cho nó vô sao. Còn đây là cái phần nước cốt nè các bạn. Cốt hồi sau cùng mình sẽ cho vô sao. Giờ mình cho vô đây khoảng chừng một muỗng cà phê bột mì tinh á. Bột năng gì cũng được hoặc bột bắp cũng được. Ở đây thì mình sử dụng bột mì tinh. Bột mì tinh với bột năng thì nó chỉ khác nhau cái tên gọi thôi, chứ nó là một thứ bột các bạn. Cho vô cái nước cốt này nè. Một tí nữa mình cho vô sao cho cái phần nước của mình nó hơi kẹo kẹo á, mình múc ăn nó sẽ ngon. Khuấy cho nó tan ra nha. Giờ là tới cái phần bột bán này nha các bạn. Chính lắm nên mình sẽ cho vô sao. Cái này, cái món canh này đáng lẽ có bí đỏ nữa nè, nhưng mà mình không có mua, mình sử dụng nguyên liệu ở nhà có sẵn thôi mà. Cái bột bán này thì nó mau chín lắm nha các bạn,
cho nó vô sau cùng à. Giờ thì lúc nãy mình cho khoảng 100 gram đường á, giờ mình cho thêm một chút xíu muối nữa để mình dằn lại cái độ ngọt á cho nó ngọt thanh hơn. Tại mình sử dụng cái muối ớt á cho nên mình bỏ ít thôi, bỏ nhiều quá nó sẽ mặn. Mình chờ cho sôi lên mình nếm coi nó mặn ngọt vừa chưa. Tùy theo các bạn, nếu mà thích ngọt á thì mình cho đường nhiều. Của mình thì cái vị của mình như vậy là nó vừa cái vị nhà mình á. Giờ thì mình sẽ cho mít vô nữa nha các bạn. Hấp dẫn chưa? Mít là mình cho sau cùng nhất luôn. Chờ cho nó sôi lên nữa là mình sẽ tắt bếp để múc ra ăn nha các bạn. Chờ mít mình bỏ sau cùng á, nó sôi lên, nó rất là thơm luôn nha các bạn. Một nồi siêu to khổng lồ luôn rồi. Bạn nào nếu mà thích cái món canh dừa này thì nhớ cho mình một like nha các bạn. Giờ mình cho nó sôi dài dạo lên nữa, cái mình để cái phần nước cốt vô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cho nước cốt vào. Rồi bây giờ là nước cốt mình sôi lên là chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và múc ra mời các bạn cùng thưởng thức với mình thôi. Giờ mình sẽ múc ra nè. Sau đó mình rắc thêm một ít đậu phộng cho nó nha. Giờ thì mình mời các bạn cùng ăn cái canh dừa với mình nha. Mình ăn một ít trước nè. Rất là ngọt nha các bạn. Cái này chuối mình cũng ngọt nữa nè, cho nên mình không có cần nêm đường nhiều. Cái sake rất là dẻo luôn cả nhà ơi.
rất là béo luôn. Giờ là tới cái khoai lang, mình mời các bạn cùng ăn nha. Cái nào cũng ngon hết rồi. Cái món này thầy ăn giảm cân rất là ngon nha các bạn. Có để thêm cái bột khoai nữa nè. Mình rắc đậu phộng vô nữa. Ăn rất là thơm nè. Nói chung là cái món này không thể nào mà từ chối được, nó vừa béo vừa ngọt vừa thơm nữa. Nãy giờ chưa ăn chuối nè. Mời các bạn cùng ăn với mình miếng chuối nè. Miếng chuối nó rất là ngọt luôn các bạn. Chuối này là chuối sim, sim đen. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video sau. Các bạn nhớ ấn like để cho cái video mình nó được nhiều người xem nha các bạn. Cảm ơn rất là nhiều luôn.